Lên hàng mới cho anh em nha. Đây là hibo. Con này thì hồng hồng vàng chứ, duy nhất một con trong hộ này. Barbie là thả mồi vô cỡ bên mình có cút luôn. Con này 7 ngày tuổi, Barbie mới nở là ăn được hết nha. Còn bên đây là cam này. Cam chung nhiều mỏng, có vân lạ, có một con sọc dưa đồ nãy mới thấy thôi. Đâu rồi? Đây, con này là chuẩn caramel luôn nè. Quay clip cho nên nó không có rõ mấy. Nhiều con vân lạ này. Màu lạ, vân lạ, kem, cam, vàng, nâu. Hàng về không nhiều nha. Vậy cho mọi người nhìn rõ. Chung hết là những bôi mà cái gì. Ở cả nhà nhé.